Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để quay một miếng đất mà người ta đang bán. Thì đây là cái miếng đất mà người ta đang bán nè anh chị. Nhìn rất là vuông vức, rất là đẹp ha. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu cái phần đường đi cho anh chị. Đất của mình là nằm trên đường công cộng 6 Lẫm. Đường này thì em nghĩ là ô tô chạy vô tới nha anh chị. Đường hiện tại thì em nghĩ chắc là khoảng 2 mét quá. Đường này thì còn mở đường nữa nha anh chị. Có dự án là mở lên 3 mét, 3 mét rưỡi á. Anh Lâm nói em là ở đây nè, đất có đèn đường luôn nè anh chị. Có đèn đường luôn nè. Đó. Xung quanh đất thì cây trái rất là tươi tốt. Đất thì đã có đường điện, nhà nước, rồi đường nước đầy đủ hết rồi. Xung quanh nhà thì cũng đông. Bây giờ em sẽ giới thiệu miếng đất với anh chị nha. Này, miếng đất này nè anh chị. Bề ngang là 10 mét, bề dài là 68 mét, giá là 750 triệu nha anh chị. Anh chị xem miếng đất mình thì cách Sài Gòn là khoảng 63 cây số, cái bến xe miền Tây á. Còn mà anh chị mà đi đường cao tốc thì nó sẽ nhanh hơn, nó khoảng 62 cây số, khoảng 1 tiếng 15 phút là mình về tới. Đất mình thì cách Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho khoảng 9,5 cây số nha anh chị. Chạy xe trung bình khoảng 15 phút á. Một đặc điểm là đất mình nó ngon cái là nó gần đường quốc lộ 1A nha anh chị. Nó đây nè, anh chị mà đi đường này mà đi ra ngoài quốc lộ 1A rất là gần, nó chỉ có đi một đường thôi là nó tới quốc lộ 1A rồi. Em nghĩ chạy xe khoảng chừng 400 m hoặc là 500 m là tới rồi. Đó, anh chị xem đối diện với trạm dừng chân Long Định á. Này, anh chị đi chợ thì nó cũng rất là gần. Này, cầu Long Định nè, rồi tới chợ Long Định luôn đó anh chị. Phòng khám, quân y nè, rồi ngân hàng nè, rồi trường học đâu nè thì cũng rất là nhiều. Long Định thì có dự án là phát triển lên thị trấn nha anh chị. Chắc là phải vài năm nữa, tại vì Vĩnh Kim nó sẽ phát triển lên thị trấn trước rồi mới tới Long Định. Ở đây nè anh chị thì có dự án là huyện Châu Thành người ta dời về. Đó. Xung quanh thì rất là đông. Đây. Rồi, em sẽ bắt đầu quay đất cho anh chị xem nha. Đây, em đi quay đây. Cái miếng đất của mình nè. Này. Anh chị xem. Đất này thì là bề ngang là 10 mét, bề dài là 68. Chủ người ta đang cần bán gấp cho nên người ta kêu giá chốt luôn là 750 nha anh chị. Đất thì đất cây lâu năm chưa có thổ cư. Anh chị nào mà muốn lên thổ cư thì bên em cũng có nhận làm thổ cư cho anh chị. Anh chị mà muốn xây hàng rào thì bên em cũng có nhận xây hàng rào cho anh chị luôn. Này, đất thì có mấy cây xoài rất là ngon, anh nhìn rất là thích ha anh chị. Rồi ở ngoài sau thì có mấy cây dừa để mình uống nước nè. Đất thì có cột ranh giới đâu rõ ràng hết. Hàng xóm của mình thì cũng rất là thân thiện. Anh chị về đây. Nè anh chị. Nè. Có cột ranh giới đâu nè anh chị. Dài xuống luôn. Rất là dài nha anh chị, dài 68 m lận, rất là dài. Bề ngang 10 m, dài 68. Anh chị xây nhà là đủ luôn rồi. Ở ngoài sau mình có thể làm vườn thêm. Này. Này, cây cột ở dưới đó anh chị. Em bắt lại em quay lên nha để em quay cái đường đi ra ngoài quốc lộ cho anh chị xem. Nè. Em đi lên nha. Nè. Em chỉ mới đi, em chưa đi tới cuối đất nữa mà còn thấy xa ghê ha. Dài lắm luôn đó anh chị. Nè, anh chị nhìn xem.
Đây hàng xóm mình có nuôi mấy con dê nè anh chị. Kêu tôi làm cái gì hả? Đây nè, có ăn không? Ăn đấy. Thôi đi ra. À he, dê ta ăn lá xua đũa mà em đi cho ăn rau muống. Tầm bậy nữa. Trời ơi, em khùng thật chứ. Vậy mà nó cũng ăn nữa anh chị. Tại dê là phải ăn lá xua đũa. Em cho rau muống cũng ăn nữa. Ăn tạp ghê. Anh Lâm ơi, anh Lâm chở em ra ngoài quốc lộ 1A giùm anh Lâm. Anh Lâm chở em ra quốc lộ 1A giùm anh Lâm. Em dẫn anh chị ra ngoài quốc lộ nha. Không. Không. Bán được chi quy hồng với anh Lâm thôi. Đây. Đường này Lâm không mới đã học đâu. Đã học là 3 mét rưỡi luôn á. Anh chị xem người ta xây hàng rào, cái người ta chừa đường hai bên luôn nè. Đây, tới quốc lộ 1A rồi nè anh chị. Đây. Chạm dừng chân Long Định. Rồi, em xin chào anh chị nha.